lần đầu tiên Trung Quốc khai triển phi cơ ném bom H-6 và chiến đấu cơ tại bãi Từ Chính. Báo Weon của Ấn Độ ra ngày 21 tháng 8 2019 đưa tin lần đầu tiên Trung Quốc khai triển phản lực ném bom H-6 và chiến đấu cơ tại bãi Từ Chính. Tờ báo cho biết chính phủ Ấn Độ và Nga đã được chính phủ Việt Nam thông tin như trên vì họ có lợi ích thương mại trong khu vực này. Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và điều tàu tuần duyên đến gần lô dầu khí của công ty Oil and Gas Corporation Limited ONGC Ấn Độ. Trong vụ xâm phạm quan trọng lần thứ ba, Trung Quốc đưa 20 tàu vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nghiêm trọng là Ấn Độ có lợi ích thương mại trong khu vực này vì Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC Videsh Limited có lô dầu cùng thăm dò với công ty Rosneft của Nga. Bắc Kinh đã điều hai tuần duyên tới gần lô dầu của ONGC. Đây là vụ xâm phạm thứ hai của Trung Quốc trong năm nay, bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 lúc 15 giờ giờ địa phương. Trong vụ xâm phạm thứ hai, 6 tàu tuần duyên, 10 tàu đánh cá và hai tàu dịch vụ cùng với máy bay ném bom H-6, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên không cũng được phát hiện. Trung Quốc cũng đã bắt loa yêu cầu những thợ khoan dầu Việt Nam rời khỏi khu vực này tiếp tục leo thang vi phạm trắng trợn luật quốc tế một nguồn tin từ chính phủ việt nam cho biết cuộc xâm phạm đầu tiên trong năm nay bắt đầu từ ngày 3 tháng 7 và các tàu trung quốc đã rời khỏi vào ngày 7 tháng 8 số lượng tàu vào thời điểm đó là 35 chiếc nhưng không có nhiều lực lượng không quân điều đáng chú ý là vụ triển khai của trung quốc đã bị hủy bỏ sau khi các bộ trưởng ngoại giao asean họp tại bangkok thái lan vào ngày 1 tháng 8 Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN diễn ra với sự tham gia của hơn 20 Bộ trưởng Ngoại giao trong khu vực, gồm Bộ trưởng Ngoại giao Jai Shankar của Ấn Độ và Vương Nghị của Trung Quốc. Đây là hành động được tính toán kỹ lưỡng. Tại hội nghị ở Bangkok, phía Trung Quốc đã nói rằng hòa bình và an ninh chiếm ưu thế trong khu vực, nhưng tiềm ẩn bên trong là là sự phá hoại tự do hàng hải, nguồn tin cho biết thêm. Trong vụ xâm phạm đầu, Phía Việt Nam đã liên lạc 30 lần với đặc phái viên Trung Quốc và kể từ ngày 13 tháng 8, cuộc xâm phạm lần thứ hai, phía Việt Nam đã liên lạc 7 lần với đặc phái viên Trung Quốc. Hà Nội đang cân nhắc một số hành động gồm cả biện pháp pháp lý và đề trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chỉ làm theo mô hình của vụ Pakistan với Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nếu Pakistan có thể đưa ra vấn đề song phương tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thì Biển Đông cũng vậy là một vấn đề quốc tế, một nhà ngoại giao nói. Chính phủ Ấn Độ và Nga có lợi ích thương mại trong khu vực đã được Chính phủ Việt Nam thông tin các đặc phái viên Việt Nam có mặt tại các thủ đô trên thế giới và đất nước này, đang liên lạc với các nước đối tác như Mỹ, Úc và 16 đối tác đối thoại. Đây là vụ xâm phạm quan trọng lần thứ ba của Trung Quốc kể từ năm 2011. Năm 2011, Trung Quốc đã cắt cáp tàu bình minh của Việt Nam và năm 2014, Bắc Kinh đã kéo dàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Biển Đông, sau đó rút đi. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Thanh Trang sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.